Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo của Yu-Gi-Oh! Yesan. Nội dung ngày hôm nay sẽ là trận đấu kinh điển giữa chó và mèo, cũng như màn gặp gỡ của Yuma với người em trai của Kaito. Cùng theo dõi nha. Trong một nhà kho bỏ hoang, những con chó đang tập trung tại đó. Một tiếng hú vang lên khiến cả bọn chạy tán loạn ra đường. Ở một nơi khác, Tetsuo đến thông báo cho Yuma về tình trạng sức khỏe của cậu và Takashi. Đang trò chuyện thì Kaito đột nhiên xuất hiện khiến Yuma giật mình. Cố khoe rằng mình đã thu thập được 3 mảnh ghép trái tim khiến Yuma khen ngợi. Yuma cũng lấy ra mảnh ghép của mình và khoe cho mọi người xem. Kotori tranh thủ gẹo Yuma cũng như bày ít cơm chó cho Kaito khiến cô nàng ghen tị. Đột nhiên một con chó chạy tới cố mất mảnh ghép của Yuma. Đã không biết làm sao thì Kaito là chỗ tài của mình, kêu gọi một đàn mèo đến để giúp đi tìm kiếm. Sau đó cô liền quay sang Kotori. Sao nào, cưng có làm được như chị không? Không mà, thế thì cưng còn non lắm. Dưới sự giúp đỡ của loài mèo, họ đã đến được nơi ẩn nấp của loài chó. Kaito thiên bố sẽ giúp Yuma lấy lại chúng và xua đuổi lũ chó tránh ra. Hai bên chó và mèo chuẩn bị lao vào nhau thì có một giọng nói vang lên khiến mọi người sững sờ. Một con chó to lớn biết nói tiếng người có tên là Roscoe xuất hiện, chỉ trích đàn em của mình vì tội trộm cắp, cũng như gửi lời xin lỗi đến Yuma, mong cậu sẽ tha thứ cho hành động này. Yuma định chấp nhận nhưng Kaito lại phản đối. Cậu nói rằng chúng là một lũ ăn trộm và sẽ báo cảnh sát để tống cổ chúng lại. Bị xúc phạm, Roscoe liền đáp trả: tự xem lại bản thân mình đi trước khi nói người khác. Cả hai bên lời qua tiếng lại, không ai nhìn ai, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Roscoe thách đấu một trận điêu với Kaito để giữ quyết ân oán. Kaito chấp nhận lời thách đấu của Roscoe trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai đời lại đi thi đấu với một con chó cơ chứ? Yuma bắt đầu lo lắng cho những mảnh ghép của mình khi mà nó bị đem ra để làm một cá cược. Trận chiến của Roscoe và Kaito được diễn ra. Kaito đi trước, chờ chay cát, ốp thêm hai lá và kết thúc lượt. Lượt Roscoe, mọi người đã bất ngờ khi thấy một con chó rút bài. Roscoe chỉ hồi chim bulldog, sử dụng hiệu ứng để chờ đặc biệt thêm một con khác từ tay. Sau đó, kích hoạt ma pháp đốt bulldog. Khi trên sân có hai con chim bulldog, có thể chỉ hồi đặc biệt thêm một con nữa từ bộ bài. Kết hợp cả ba quái thú để chờ exit ra Sumo King Dog. Bất ngờ trước khả năng đấu bài của Roscoe, Astro liền khịa Yuma: cậu thấy không, đến con chó còn có thể điêu tốt hơn cậu đấy. What? Roscoe kích hoạt vuốt bạch ti để chờ hồi ra hai token. Sau đó sử dụng ma pháp trang bị docking, tăng thêm 500 sức công ở với mọi quái vật hệ chó trên sân, nâng sức công của King Dog lên 4.100 điểm. Cho nó tấn công chay cát, Kaito lật bẫy cát Confusion, phủ nhận đòn tấn công và chạy quái thú đang đánh về tay. Nhưng Roscoe đã đoán được, liền kích hoạt khả năng từ King Dog, loại bỏ một nguyên liệu để vô hiệu hóa bẫy và phá hủy nó. Roscoe tự rằng mình đã hạ gục được Kaito, nhưng cô này vẫn sống sót sau đòn đánh. Cho nó kịp kích hoạt ma pháp tức thời cát Food hiến tế chay cát để cho đặc biệt chay cát gơ lên sân. Và khi lá bài này ở thế tấn công, nó sẽ không bị tiêu diệt trong chiến đấu. Dù sống sót, nhưng đường gốc của cô chỉ còn lại 500 điểm. Roscoe ốp thêm một lá và kết thúc lượt. Ở cuối lượt, hai token sẽ bị tiêu diệt khi sức công của King Dog giảm còn 3.100. Kaito phản công và tuyên bố sẽ cho nó thấy sức mạnh của loài mèo. Rồi Cat Girl sử dụng hai thú để chờ exit ra Cat Girl Magician. Tiếp đến, trang bị cho nó lá bài Cat Nip Turbine để tăng thêm 1.200 sức công. Nhưng đổi lại thì nó sẽ không bị tấn công với thú. Roscoe cười nhạo cô, nói rằng trận đấu sẽ sớm kết thúc thôi. Nhưng Kaito lại không nghĩ vậy. Cô kích hoạt khả năng của Cat Girl Magician, loại bỏ một nguyên liệu, giảm đi một nửa sức công và có thể tấn công trực tiếp người chơi, gây cho Roscoe 1.600 thiệt hại. Cô thêm hai lá và cướp lượt. Giờ sức công của Cat Girl Magician sẽ trở lại bình thường. Kaito chế nhạo Roscoe: sao nào, người đã học được điều gì chưa, còn chỗ ngu ngốc. Tức quá, Roscoe liền đáp trả. Nhưng khi nó vừa nói thì giọng đó lại thuộc về một cô bé đang ngồi trên lưng nó. Bị mọi người phát hiện, cô xấu hổ nấp sau lưng Roscoe. Hóa ra nãy giờ cô bé đã nấp ở bên trong và thay con chó thi đấu. Astro tranh thủ cà khịa Yuma: trong trường hợp này, một cô bé còn đấu bài giỏi hơn cậu đấy. Emotional damage. Sau khi được mọi người hỏi han, cô bé tự giới thiệu mình tên là Bip. Từ bé, cô luôn sợ giao tiếp với mọi người, nên cuối cùng chỉ có mỗi chú chó làm bạn. Vì cô rất thích đấu bài, nên Roscoe đã cố gắng học cách điêu để cùng chơi với cô. Bip bắt đầu kể lể về mong ước của mình, cũng như mục tiêu của bản thân. Sau hồi dài lê thê nói chuyện các thứ, cả hai quyết định sẽ tiếp tục chiến đấu. Bip rút bài, kích hoạt ma pháp One Chain, chờ đặc biệt 4 One Token lên sân, cho số lượng quái thú hệ Dog tăng lên, nên sức công của King Dog sẽ tăng thêm 2.000. Battle, cho nó tấn công. Kaito lật bẫy God Con for Cat, cộng thêm một nửa sức công của quái thú đối phương cho Cat Girl Magician. Bip sử dụng hiệu ứng từ King Dog để vô hiệu hóa và phá hủy lá bẫy. Kaito biết rằng Bip chắc chắn sẽ sử dụng khả năng này, nên đã ấp sẵn lá ma pháp tức thời Counter Nhan. Khi mà lá bẫy bị tiêu diệt thì cô có thể tiêu diệt một lá ma pháp hoặc cầm bẫy của đối phương, sau đó tăng gấp đôi sức công của Cat Girl Magician. Nếu mọi thứ diễn ra như vậy thì trận đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Bip tính bỏ cuộc thì Roscoe đã nhắc nhở cho cô bé nhớ về sức mạnh tình bạn để từ đó giúp cô lật kèo.
biết kích hoạt 7 Superior Hull, tiêu diệt tất cả các lá bài trang bị trên sân, đối sức công và tất cả các thú trở về bình thường, ngăn chặn đòn phản công của Kathy, cho Kingdog tấn công và giành lấy chiến thắng. Sau trận đấu, Bip đã đến gặp và chạy với Yuma mảnh ghép trái tim của cậu. Kathy cũng đưa cho cô bé mảnh ghép của mình như là phần thưởng cho chiến thắng, cũng như kể câu chuyện của mình cho Bip nghe, giúp cô bé có thêm động lực để tiến lên phía trước. Vòng loại của giải đấu đang dần bước vào giai đoạn kết thúc. Kaito vừa trở về sau chuyến đi săn number của mình, do liên tục phải sử dụng sức mạnh nên nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Lo lắng cho chủ nhân của mình, Obitan khuyên cậu nên nghỉ ngơi, nhưng Kaito lại không nghe. Cậu phải nhanh chóng thu thập number để chữa bệnh cho em trai, nhưng có vẻ như nó đã khiến cơ thể cậu kiệt sức. Trước khi tình trạng của Kaito, Haruto đã sử dụng sức mạnh của mình để chạy trốn. Trên đường đi, cậu vô tình gặp được Yuma. Đang ngỡ ngơ thì có một chiếc xe tải lao tới cả hai. Haruto liền sử dụng sức mạnh của mình để dừng nó lại, kết quả gây ra một lỗ thủng trên xe. Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Haruto đột nhiên quay sang Astro và hỏi cậu: "Bộ anh không thấy lạnh hay sao mà đi dần chuồng ngoài đường thế này?" Yuma và Astro cảm thấy kinh ngạc khi Haruto có thể nhìn thấy cậu ta. Lúc này thì phía cảnh sát chạy tới, buộc Yuma phải đưa cậu bé về nhà của mình để ẩn nấp. Haruto được mời tham gia bữa ăn tại nhà Yuma và chứng kiến cảnh mọi người quây quần bên nhau. Về phía Headland, họ phải ra sức đi tìm kiếm Haruto để đưa cậu bé trở về trước khi việc này đến tay Kaito. Vào nửa đêm, Haruto tỉnh dậy và cậu lại bỏ trốn đi tìm Kaito. Yuma vội đuổi theo để ngăn cậu lại, nhưng Haruto đã sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra khoảng cách với cậu. Lúc này thì phía Headland xuất hiện, họ tới để đưa Haruto trở về. Cậu bé phản kháng bằng cách sử dụng sức mạnh của bản thân, khiến mọi người bị choáng váng. Nhớ cơ hội, Yuma liền lưu cậu bé đi chạy trốn. Nhưng chỉ được một lúc thì phía bên kia đã đuổi tới, khiến Haruto tức điên, bộc phát sức mạnh của mình. Cảm thấy ánh sáng tỏa ra có vẻ khác thường, Astro đã chạm vào người Haruto, giúp cậu có thể thấy được ký ức năm xưa của cậu bé. Vào một ngày mưa, Haruto cùng anh trai Kaito của mình đi chạy trốn khỏi những người truy đuổi. Nhưng dù họ có trốn kỹ đến thế nào đi nữa thì kết cục là cậu vẫn bị những người kia bắt lại và buộc phải cách xa Kaito. Trở về với thực tại, Yuma đang cố sức để dừng cậu bé nhưng không được. Cậu đành liều mạng lao tới ôm chầm Haruto. An ủi cậu là một chuyện sẽ ổn thôi. Được Yuma an ủi, Haruto nhanh chóng lấy lại nhận thức và bình tĩnh trở lại. Astro kể cho Yuma nghe về quá khứ đau thương của cậu bé và Kaito. Họ đã từng bị truy đuổi và buộc phải xa cách nhau. Đúng lúc này thì có một chiếc trực thăng đáp xuống. Winton bước ra, sử dụng năng lực của mình để khiến Haruto phải nghe theo hắn. Trước khi rời đi, Haruto quay lại nói cho Yuma biết về nhiệm vụ của cậu, chính là phá hủy thế giới Astro để tạo ra thật nhiều tiếng than khóc. Yuma bị sốc khi biết được sự thật này, nhưng cậu không thể làm được gì. Sau đó, Haruto đã cùng Winton lên trực thăng và bay đi mất. Video tóm tắt đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và subscribe để không bỏ lỡ video nào hết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.